Vâng, sau quá trình lên tận guitar để thưởng thức, để nghe thì anh chốt cho mình một đôi loa G4000, một con đầy X23 và một bộ mic 321 bằng gold. Anh sợ mua hàng online, hôm nay là anh tận Hòa Bình nhưng mà giáp Ninh Bình. Đấy, anh ra tận showroom của Zika thì bây giờ anh thấy như thế nào, anh chất lượng như thế nào? Hoàn toàn ok, yên tâm chưa? Bây giờ đã thay đổi hẳn cái suy nghĩ là sợ mua hàng online chưa? Anh cho xin tên với thông tin số điện thoại để anh thích làm bảo hành đây. Anh ở tận Yên Thủy, Hòa Bình. Bình rộng. Em ngày xưa cái trong đầu em lúc nào chỉ nghĩ Hòa Bình nó giáp với trên. Em nghĩ Hòa Bình nó chỉ giáp với trên khu vực trên phía Bắc như là đấy. Em thì nghĩ là giáp với Sơn La thôi đấy. Đây là anh đưa tất cả khu vực Thanh Hóa lấy nhau thì mình biết. Anh thấy chất lượng của đôi loa này như thế nào anh? Không bao giờ lo mua hàng online nữa đấy. Vì bây giờ thời đại công nghệ 4.0, 5.0 rồi, người ta không dám làm vớ vẩn đâu. Bây giờ xây dựng khó chứ đập đi đơn giản. Bao nhiêu năm uy tín, xây dựng uy tín. Có dây không? Dây em tặng anh mấy mét dây. Thank you.